dự án bây giờ giải mật mã ngày hôm nay, theo thứ tự từ trái qua phải AI dễ làm nhé. Dự án bây giờ này diễn ra được một thời gian rồi và đã có tích xanh Telegram và nghe bảo chắc chắn sẽ lít sàn nhưng không biết được thùng mì tôm hay cục kẹo. Kênh tôi luôn cập nhật combo nhiệm vụ dự án nhanh nhất. Ai chưa tham gia thì cho mình xin một ref khi bạn nhấn vào link tham gia dự án bên dưới mô tả. Cảm ơn bạn.